Lại nữa, Xá Lợi Tử có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ bố thí tịnh giới Bát Nhã Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm huệ thí san tham, trì giới phạm giới trí tuệ ngu si. Lại nữa, Xá Lợi Tử có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ bố thí, an nhẫn, tinh tấn Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm huệ thí san tham, từ bi, sân nhuế, siêng năng, lười biếng. Lại nữa, Xá Lợi Tử có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ bố thí, an nhẫn, tịnh lự Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm huệ thí san tham, từ bi, sân nhuế, tịch tịch tán loạn. Lại nữa, Xá Lợi Tử có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ bố thí, an nhẫn, Bát Nhã Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm huệ thí san tham, từ bi, sân nhuế, trí tuệ ngu si. Lại nữa, Xá Lợi Tử có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ bố thí, tinh tấn tịnh lự Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm huệ thí san tham, siêng năng lười biếng, tịch tỉnh tán loạn. Lại nữa, Xá Lợi Tử có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ bố thí, tinh tấn Bát Nhã Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm huệ thí san tham, siêng năng lười biếng, trí tuệ ngu si. Lại nữa, Xá Lợi Tử có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ bố thí, tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm huệ thí san tham, tịch tịnh tán loạn, trí tuệ ngu si. Lại nữa, Xá Lợi Tử có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm trì giới, phạm giới, từ bi, sân nhuế, siêng năng, lười biếng. Lại nữa, Xá Lợi Tử có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ tịnh giới, an nhẫn, tịnh lự Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm trì giới, phạm giới, từ bi, sân nhuế, tịch tịnh tán loạn. Lại nữa, Xá Lợi Tử có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ tịnh giới, an nhẫn, Bát Nhã Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm trì giới, phạm giới, từ bi, sân nhuế, trí tuệ ngu si. Lại nữa, Xá Lợi Tử có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ tịnh giới, tinh tấn tịnh lự Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm trì giới, phạm giới, siêng năng lười biếng, tịch tịnh tán loạn. Lại nữa, Xá Lợi Tử có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ tịnh giới, tinh tấn Bát Nhã Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm trì giới, phạm giới, siêng năng lười biếng, trí tuệ ngu si. Lại nữa, Xá Lợi Tử có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ tịnh giới, tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm trì giới, phạm giới, tịch tịnh tán loạn, trí tuệ ngu si. Lại nữa, Xá Lợi Tử có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ an nhẫn, tinh tấn tịnh lự Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm từ bi, sân nhuế, siêng năng lười biếng, tịch tịnh tán loạn. Lại nữa, Xá Lợi Tử có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ an nhẫn, tinh tấn Bát Nhã Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm từ bi, sân nhuế, siêng năng lười biếng, trí tuệ ngu si. Lại nữa, Xá Lợi Tử có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ an nhẫn, tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng. do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm từ bi sân nhuế, tịch tỉnh tán loạn, trí tuệ ngu si. Lại nữa, Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng, do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm siêng năng lười biếng, tịch tỉnh tán loạn, trí tuệ ngu si. Lại nữa, Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng, do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm huệ thí, san tham, trí giới, phạm giới, từ bi, sân nhuế, siêng năng, lười biếng. Lại nữa, Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tịnh lự Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng, do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm huệ thí, san tham, trì giới, phạm giới, từ bi, sân nhuế, tịch tỉnh tán loạn. Lại nữa, Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, Bát Nhã Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng, do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm huệ thí, san tham, trì giới, phạm giới, từ bi, sân nhuế, trí tuệ, vô si.